Cũng trong sáng nay, Quận ủy Sơn Trà tổ chức hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ quận mở rộng nhằm đánh giá tình hình công tác quý 3, 9 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Thời gian qua, cùng với việc chỉ đạo triển khai toàn diện đồng bộ các chủ trương nhiệm vụ, biện pháp về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, Quận ủy Sơn Trà đã không ngừng tăng cường đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của cơ sở, thực hiện tốt mô hình chính quyền đô thị tại địa phương. Kinh tế xã hội trên địa bàn quận dần phục hồi và có những khởi sắc, đặc biệt là dịch vụ du lịch. Chỉ tiêu về thu ngân sách, khai thác hải sản, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt kết quả tích cực, tăng trưởng khá so với cùng kỳ, nhất là hoàn thành dự toán thu ngân sách trước thời gian 3 tháng. Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn từng bước cải thiện. Các hoạt động văn hóa xã hội được duy trì tốt. Các cấp, các ngành quan tâm thực hiện thường xuyên các chính sách về an sinh xã hội, chăm lo tốt các đối tượng chính sách và người có công. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.